Chào các em. Các em làm đề này nhé. Em làm câu 40. Cho hai số dương. Min. Cosi cho hai số này thì ra 10 mũ x cộng y nhỉ. Đấy. Thì các em thử khai thác cái giả thiết này xem có ra x cộng y bằng mấy không nhé. Đấy thì đây là log của 10 mũ y này gộp vào đây này. Thì là 10 mũ y nhân cái này. Đấy thì sẽ được là 10 10 mũ y đấy, nhân x cộng y này. Cộng 10 mũ x cộng y. Đấy sẽ bằng đấy, cái này log của 10 mũ 10 nhỉ. Đấy 10 mũ 10 nhân với ngoặc tròn này thành 10 mũ y cộng 1. 10 mũ y cộng 1 này. Đấy kia là cộng 10 mũ 10. Cộng 10 mũ 10. Thế thì nếu 10 mũ 10 này mà bằng mũ 10 này, 10 mũ 10 này. Đấy, thì có nghĩa là x cộng y bằng 1 đúng không? À x cộng y bằng 10. Đấy, x cộng y bằng 10 thì đây nhân vào đây cũng thành 10 mũ y cộng 1. Đấy, được chưa nhỉ? À, thế là phương trình này có một một nghiệm là x cộng y bằng 10 đúng không? Đấy. Đấy, từ đây sẽ suy ra. Đấy, phương trình có nghiệm là x cộng y bằng 10 nha. Đấy. Đấy, x cộng y bằng 10. Thế là bây giờ cosi cho hai số này đúng không? Đấy, cosi. Đấy. Đấy, có 10 mũ x cộng 10 mũ y luôn lớn hơn hoặc bằng 2 căn của 10 mũ x cộng y. Đấy, thế thì đấy, sẽ bằng là 2 nhân 10 mũ 5 đúng không? Đấy, 2 nhân 10 mũ 5. Đấy, dấu bằng. Đấy, dấu bằng. Đấy, dấu bằng xảy ra khi x bằng y. Đấy, thế thì đấy, khi x bằng y thì sẽ có min. Đấy, sẽ có min bằng 2 nhân 10 mũ 5. Được chưa nhỉ? Đấy, thế là các em có. Đấy, có min. Đấy là A, đúng không? Thế thì có A. Đấy. Các em chuyển. Cho hình chóp đáy là vuông. Thể tích. Thế thì các em cứ vẽ hình nhá. Đấy, vẽ hình ra xem nó thế nào. Vuông SA vuông thì cho SA thẳng đứng đi.
Cho A đây. Đấy, BCD. Đấy, vuông. AS bằng 2 DS phẩy. AS bằng 2 DS phẩy. S phẩy. M là giao của S phẩy A với SD. Đây, S phẩy. Đấy, S phẩy A với SD. M. Đấy. N là giao của S phẩy B với SCD. S phẩy B. Đấy, S phẩy B. Đấy, S phẩy B. S phẩy B này. Kem nối BD này. Đấy. Nối BD. Nối AC này. Đây là giao ở đây. Đấy thì cho M lên trên đi. Đấy, cho M lên. M. Đấy, cho dao này là ô. AC giao BD bằng ô. Thì cho M sang đây. Sẽ lấy SV bằng VC đi. Đây, V đây. Đấy thì sẽ suy ra. Đấy, suy ra OV. Đấy, OV bằng F phẩy D đúng không? Đấy, bằng F phẩy D và song song nhé. Đấy. Đấy, và sẽ bằng một nửa SA nhỉ, nửa SA đó là bằng 3 phần 2 đúng không? Thế thì cho ra đây. Đấy, 3 phần 2 sẽ bằng đấy, bằng đấy, thế thì giao với SCD. Thì đây. VD đây. VD. Đấy, VD sẽ giao S'B.
Rồi. S phẩy B. À, S phẩy B. Đây sẽ giao ở đây. Ừ. Đấy, sẽ suy ra VD sẽ giao S phẩy B. Ừ. Đấy, bằng bằng N đúng không? N. Đấy, tại vì nó đồng phẳng nhé. Đấy, VD. Đấy, VD sẽ giao S phẩy B. Ừ. Đấy, thế thì đây N đây. Ừ. Đấy, N. Đấy, thế là bây giờ đi tính. Ừ. Đấy, bây giờ đi tính thể tích. Đấy, sẽ có đấy, đầu tiên là M này. Đấy, đầu tiên là M. Đấy, đầu tiên là M thì đấy, ví dụ lấy trung điểm, đây là trung điểm T, đây là trung điểm X đi. Ừ. Đấy, ví dụ kem có ST bằng TA này. Đấy. Đấy, AX bằng XD này. Ừ. Hai trung điểm đúng không? Ừ. Hai trung điểm. Đấy. Đấy, TX giao với cả S'A. Đấy, bằng Y này. Đấy, Y. Đấy, Y. Ừ. Thì suy ra. Đấy. Đấy, suy ra AI bằng IM đấy nhỉ. Đấy, bằng IM và bằng MN. À, bằng MS phẩy. Đấy, MS phẩy. Ừ. Đấy. Đấy, bằng MS phẩy. Cho nên suy ra là gì? Đấy, sẽ suy ra đấy, khoảng cách từ M được chưa nhỉ? Đấy, suy ra MA sẽ bằng 2 phần 3. Đấy, 2 phần 3 S phẩy A. Đấy, S phẩy A. Ừ. Đấy, thế thì đặt V này. Đấy, V bằng thể tích của chóp đỉnh S phẩy đáy ABD. Đấy, đáy ABD. Ừ. Đấy, MN. MN, nối MN. Ừ. Đấy. SN là liền này. Ừ. N là liền. Ừ. Còn NB này thì đứt. Ừ.
Đấy, chóp đỉnh đỉnh S phẩy đáy ABD này. Đấy thì thể tích này sẽ bằng 1 phần 3 nhỉ. Đấy 1 phần 3. Đấy 1 phần 3 nhân S phẩy D. S phẩy D là đây đúng không? Nhân đấy, nhân 3A trên 2 nhân với diện tích đáy đáy ABD thì bằng A bình trên 2 đúng không? Đấy A bình trên 2. Thế thì 3 đây hết thì sẽ bằng A lập trên 4 nhỉ. N đấy thế thì đỉnh đỉnh M đáy ABD M nối M với B này. Đấy, đỉnh S đáy đấy, S đấy, SNMD với cả MN MN ABD đúng không? S thế thì thế thì cho ở trong đây đứt nhá, tại vì là SMD này là nó che. Đấy, cho trong này đứt đi. Đấy, SMD nó che. Đấy, nó che. Rồi, cho cái này đứt. Cái OV này. OV này thì OV này ở trong này đứt này. Trong này đứt. Trong này đứt. Đấy, thế thì V1. Đấy, V1 sẽ bằng thể tích của chóp đỉnh S S phẩy đáy MND. Đấy, đáy MND. Thì có SN với cả SB S phẩy N S phẩy N với cả S phẩy B thì
Đấy, S phẩy N này. Ừ. Đây là P đi. Đấy, S phẩy sẽ có S phẩy B. S phẩy B giao với cả OV. Đúng không? Ừ. Đấy, S phẩy B giao với cả OV. Đấy, bằng P. Ừ. Đấy, bằng P. Thế thì suy ra PV sẽ bằng bằng PO. Ừ. P là trung điểm. Được chưa nhỉ? Đấy, P sẽ là trung điểm. Ừ. Đấy, tại vì O O là trung điểm của BD cho nên suy ra P là trung điểm. Đấy, trung điểm của à không. Đấy, có P là trung điểm của BS đấy nhỉ. Đấy, P là trung điểm của BS. Ừ. Đấy, và cũng là trung điểm của đây luôn này. Ừ. BP. Đấy, BP bằng bằng PS phẩy. Ừ. Đấy, tại vì là BO bằng OD, được chưa? O là trung điểm của BD. Đấy, cho nên là các em sẽ có điều này. Ừ. Đấy, tại vì OP nó là đường trung bình. OP sẽ bằng một nửa DS phẩy. Đấy, cho nên nó sẽ bằng một nửa OV, được chưa? Đấy. Ừ. Đấy, thế và cái đấy, sẽ dễ dàng có được là cái hình chữ nhật này. Đấy, cái hình chữ nhật là VODS phẩy này. Ừ. Đấy, các em sẽ dễ dàng có được là đấy, S phẩy N. Đấy, S phẩy N. Đấy, sẽ bằng 1 phần 3. Đấy, 1 phần 3 S phẩy B. Đấy. Đấy, 1 phần 3 S phẩy B. Đấy, cho nên là sẽ có V1. Đấy, V1. Đấy, V1 sẽ bằng 1 phần 9. Đấy, 1 phần 9 của V. Được nhỉ? Đấy. Đấy, 1 phần 9 của V. Ừ. Đấy, tại vì là đây MA bằng 2 phần 3 này. Ừ. Thì suy ra MS phẩy là bằng 1 phần 3, được chưa? Đấy. Đấy, bằng F phẩy M trên đấy, F phẩy A nhân với cả đấy, F phẩy N trên đấy, F phẩy B nhân V, được chưa nhỉ? Đấy. Ừ. Thì bằng 1 phần 9, được chưa? Đấy, bằng 1 phần 9 của V. Ừ. Đấy, cho nên suy ra đấy, V2. Đấy, V2 là thể tích của NM. Đấy, bằng V của NM. Đấy, ABD. Đấy, sẽ bằng V trừ V1, đúng nhỉ? Đấy, V. Đấy, V trừ V1 thì bằng 8 phần 9 V, đúng không? Ừ, 8 phần 9 V. Đấy, 8 phần 9 V. Đấy, bằng 8 phần 9 nhân với đây. 8 phần 9 thì sẽ được 2 phần 9, đúng không? Đấy, 2 phần 9 à lập.
Đấy, thế bây giờ chỉ còn thể tích của n NBCD nữa rồi nha. Đấy, chỉ còn thể tích NBCD. Đấy, NBCD. Đấy, tại vì là NB bằng F phẩy N 1 phần 3, NB bằng 2 phần 3 đúng không? NB bằng 2 phần 3. Đấy, NB bằng 2 phần 3. Đấy, 2 phần 3 của F phẩy B. Đấy, suy ra đấy, khoảng cách từ N đấy, suy ra thể tích của N BCD đấy, bằng V đấy, V3 đúng không? Đấy, sẽ bằng 2 phần 3 thể tích của đỉnh F phẩy đáy BCD đúng không? F phẩy đáy BCD. F phẩy đáy BCD thì bằng đấy, bằng V thì nhỉ? Đấy, bằng V. Đấy. Thì bằng 2 phần 3 V. 2 phần 3 thì nhân với đây. Đấy, 2 phần 3. 2 phần 3 2 thế bằng A lập trên 6 đúng không? Đấy, A lập trên 6. Đấy thế đi. Đấy, đến lúc này các em cộng cộng V3 với cả V2 là ra nhỉ. Đấy, V3 V2. Thế thì sẽ suy ra thể tích của MN MN đáy ABCD ABCD đúng không? Cái MN ABCD đấy, sẽ bằng F phẩy đấy, sẽ bằng V2 đúng không? Đấy, V2 đấy, V2 cộng cộng V3 đấy, cộng V3 đấy, V2 cộng V3 thì sẽ bằng 2 phần 9 A lập. Đấy, 2 phần 9 A lập cộng với cả A lập phần 6. Thế thì bội số chung, mẫu số chung là 18 à? 18 đúng rồi. 18 thì đây nhân 2 là 4 này. Đây nhân 3 này. Đấy thì 7 đúng không? Đấy 7. Đấy 7 A lập phần phần 18. Đấy, đây là thể tích cần tìm thế nhỉ. Đấy, thể tích. Đấy, thể tích đa diện lồi. Đấy, MN ABCD. Đấy thì các em có B đúng không nhỉ? Đấy. Đây chính là B. Các em chuyển. Đấy, cái chỗ đây. Các em hiểu là cái hình chữ nhật
Đấy, cái hình chữ nhật. Đấy, cái hình chữ nhật là OV này. Đấy. Đấy, OV S phẩy D này. Thì đường chéo VD này nhá, hai đường chéo VD đấy, và trung điểm của OOV này đấy, trung điểm OV là P này. P PS phẩy đấy. Đấy, đây là N này đấy. Đấy thì các em thấy là S'N nó bằng 2 phần 3 S'P nhá. Đấy. S'N bằng 2 phần 3 S'P tại vì các em mà nối nối đây, lấy trung điểm đây, nối với trung điểm đây. Đấy. Thì các em sẽ có ba đoạn này bằng nhau, được chưa? Đấy, ba đoạn này bằng nhau. Đấy, giả sử đây là Q này. Nhá, Q. Đấy. Đấy, ở đây sẽ có đấy, S phẩy Q đấy, bằng QN đấy, bằng NP, được chưa? Đấy, chứng minh cái này dễ thôi, được chưa nhỉ? Đấy, tại vì đây nó là đường trung bình. Đấy, đây là trung điểm đấy. Đấy, trung điểm Z. Đấy, thế cho nên là các em mới có là S'N bằng 2 phần 3 S'P, được chưa? S'N bằng 2 phần 3 S'P, được nha. Đấy, S'Q. Đấy, suy ra S'N. Đấy, S'N bằng bằng 1 phần 3 đấy, S'B, được chưa? Đấy, tại vì đấy, S'P bằng bằng PB, nha. Đấy. Đấy, đấy, đấy là thầy để giải thích thêm cái lý do S'N bằng bằng 2 phần 3 S'P, thấy chưa? Các em chuyển. Năm nghiệm. Đấy, năm nghiệm. Đấy, thế thì các em thấy là đấy, các em sẽ có đấy, sẽ có hai sin x, nó sẽ thuộc từ 0 0 đến 3 pi trên 2. 0 đến 3 pi trên 2 thì đấy, cái này thì nó có đường tròn lượng giác. Đấy, các em chú ý cái đường tròn lượng giác nhé. Đấy, đường tròn lượng giác. Đấy, đây là không không pi. Đấy. Đấy, đây là pi trên 2. Đấy, đây là pi. Đấy, và cũng là 1, được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, trừ 1. Đấy, đây là sin sin thì trừ 1 ở dưới này. Đấy, trừ 1. Còn đây là dương 1. Đấy, đây là 3 pi trên 2. Đấy, 3 pi trên 2. Thế thì hai sin x mà thuộc từ từ 0 đến 3 pi trên 2. Đấy, thế thì trừ 2 sẽ bé hơn hoặc bằng 2 sin x. Đấy, sẽ bằng m, được chưa? Đấy, sẽ bé bằng 2.
Thế thì FM đấy, hai thì các em thấy là có ba nghiệm đúng không? Đấy, M thì thuộc đoạn trừ 2 đến 2 này. Mà trừ 2 đến 2 suy ra là F. Mà F sẽ thuộc từ trừ 3 đến đấy, đến đến 1. Cho nên là suy ra thì bây giờ sẽ xét 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 lần lượt 5 trường hợp nhỉ, 5 trường hợp. 5 trường hợp. Trường hợp 1 là m bằng trừ 2 này. Đấy, m bằng trừ 2. Đấy, m bằng trừ 2 thì m bằng trừ 2. Đấy, m bằng trừ 2 thì fm. F trừ 2 sẽ bằng trừ 3 đúng không? F bằng trừ 3. Thế thì đấy, 2 sin x. Đấy. 2 sin x bằng trừ 2 này. Đấy, 2 sin x bằng trừ 2. Đấy, 2 sin x bằng trừ 2. Đấy, 2 sin x bằng trừ 2 và 2 sin x bằng bằng trừ 1 đúng không? Đấy, trừ 1. Đấy, thứ nhất là 2 sin x bằng trừ 2. Đấy, trừ 2 thì có một nghiệm đúng không? Đấy, một nghiệm x bằng đấy, x bằng 3 pi trên 2 đúng nhỉ? Đấy, 3 pi trên 2. Suy ra nhé, suy ra đấy, suy ra đấy, thế còn đấy, 2 sin x bằng bằng trừ 1 đấy, 2 sin x bằng trừ 1 thế thì sin x bằng trừ 1 phần 2 nhỉ? Trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2 thì ở đây. Đấy, trừ 1 phần 2 gióng sang đây thì là một nghiệm với nhỉ. Đấy, đây sẽ là 7 pi trên 6 nhé, 7 pi trên 6. Thì suy ra x bằng đấy, 7 pi trên 6. Như trường này chỉ có hai nghiệm được chưa nhỉ? Đấy, trường này chỉ có hai nghiệm. Đấy, tại vì từ 0 đến 3 pi trên 2 thì chỉ là 3 3 phần tư đường tròn thôi, được chưa? Đấy. Đấy, 1 2 3 3 phần tư. Đấy, còn lại phần này không tính góc phần tư cuối cùng này. Đấy, cái trường hợp thứ hai. Đấy, trường hợp thứ hai là đấy, m bằng trừ 1. Đấy, m bằng trừ 1 thế thì f trừ 1. Đấy, f trừ 1 f trừ 1 bằng bằng 1 đúng không? F trừ 1 bằng 1. F trừ 1 bằng 1 thì suy ra 2 sin x. Đấy. Đấy, 2 sin x bằng trừ 1 là 1 và 2 sin x bằng 2 là 2 đúng không? 2 sin x bằng trừ 1 này. Đấy, bằng trừ 1.
thì suy ra đấy, sin x bằng lại bằng trừ 1/2 giống ở đây đúng không nhỉ? Đấy, x bằng 7 pi trên 6. Thế còn là 2 sin x. Đấy, 2 sin x bằng bằng 2 tương đương với sin x bằng 1 đúng không? Thì có một nghiệm nhỉ. Đấy. Đấy, suy ra x bằng pi trên 2. Đấy là trường hợp m bằng trừ 1. M bằng trừ 1. Đấy, trường hợp thứ ba là m bằng 0. Đấy, m bằng 0. Đấy, m bằng 0 thế thì ạ. Đấy, F0. Đấy, F0 thì F0 sẽ thuộc khoảng từ 0 đến trừ 3 đúng không? Trừ 2, nhỏ hơn trừ 2. F0 lớn hơn 0, nhỏ hơn trừ 2. F0 thuộc khoảng đấy, thuộc khoảng 0 với trừ 2 à, trừ 2 0 nhỉ. Đấy, trừ 2 0. Thế thì sẽ có 3 nghiệm đúng không? Đấy, có 3 nghiệm. Đấy, sẽ có 3 nghiệm. Đấy, cái vị trí này là có 3 nghiệm này. Được chưa nhỉ? Đấy, 3 nghiệm. Đấy, thế thì sẽ suy ra 2 sin x đây. Một nghiệm ở đây, đúng nhỉ? Đấy, nghiệm đây, nghiệm ở đây. Đấy, 2 sin x sẽ thuộc khoảng trừ 2, trừ 1, đúng không? 2 sin x thuộc đấy, trừ 2, trừ 1. Đấy, thuộc khoảng trừ 2, trừ 1. Thế thì sin x là thuộc khoảng từ... thì... Đấy, sin sẽ thuộc khoảng từ trừ 1 đến đến trừ 1 phần 2 nhỉ. Đấy. Đấy, trừ 1 đến trừ 1 phần 2. Đấy, trừ 1 là ở đây. Đấy, trừ 1 phần 2 là ở đây. Đấy, từ trừ 1 đến trừ 1 phần 2. Thế thì cũng có một nghiệm, được chưa? Đấy, có một nghiệm. Đấy, có một nghiệm. Đấy, thế còn 2 sin x bằng 0. Đấy, 2 sin x bằng 0. Đấy, 2 sin x bằng 0 thì đấy, sẽ có hai nghiệm, đây và đây, được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, tại 0 và pi. Đấy thì đấy, suy ra x sẽ thuộc tập hợp. Đấy, sẽ thuộc tập hợp 0 pi nhỉ. Đấy, hai nghiệm. Trường hợp này có hai nghiệm. Đấy, thế còn trường hợp thứ ba. Đấy, thứ ba là đây. Đây là sin 2 sin x. 2 sin x sẽ thuộc khoảng 1 2 đúng không? 2 sin x. Đấy, thuộc khoảng 1 2. Đấy, thuộc khoảng 1 2. Đấy, thuộc khoảng 1 2 thì là trên này, hiểu nhỉ? Đấy, 1 2 là đấy, thì sin x sẽ thuộc từ 1
phần 2 đến 1 đúng không? Ừ. Đấy, thế thì đấy, ở trên này thì có hai nghiệm được chưa nhỉ? Đấy, hai nghiệm. Đấy, trường này có hai nghiệm. Đấy, trường này có hai nghiệm. Ừ. Rồi hai nghiệm, trường này hai nghiệm, đây một nghiệm, thì là 5 nghiệm, thế là cái trường m bằng 0 này là có 5 nghiệm nhỉ. Đấy, trường này thỏa mãn này. Đấy, thỏa mãn. Ừ. Thỏa mãn. Đấy, tiếp. Rồi tiếp đến trường hợp đấy, m bằng 1. Ừ. M bằng 1. Đấy, m bằng 1 thì 1 thì m bằng bằng trừ 3 đúng không? Đấy. M1 bằng trừ 3. Bằng trừ 3 thì ở trên này đã có trường hợp trừ 3 rồi đúng không? Đây. Đấy, trường hợp trừ 3 này có hai nghiệm đúng nhỉ? Đấy, trừ 3. Đấy, m bằng trừ 3 có hai nghiệm. Đây hai nghiệm. Đấy, trường hợp này hai nghiệm. Ừ. Đấy, còn trường hợp cuối cùng là trường hợp m bằng 2. Ừ. Đấy, m bằng 2 thì F2. F2 lại bằng F2 lại bằng 1 đúng không nhỉ? F2 bằng 1. 1 thì bằng bằng F trừ 1 đúng không? Đấy, bằng F trừ 1. Đấy, bằng F trừ 1 này. Đấy. Thế thì cái trường hợp nó giống trường hợp m bằng trừ 1 được chưa nhỉ? Đấy. Thế thì cũng chỉ có hai nghiệm đúng không? Đấy, chỉ có hai nghiệm. Ừ. Đấy, trường hợp này có hai nghiệm. Ừ. Đấy, thế thì đấy, 5 trường hợp này. Đấy, m thuộc cái đoạn từ trừ 2 đến 2. Ừ. Đấy, tại vì là hai sin x là thuộc đoạn từ trừ 2 đến 2 nên m cũng thuộc đoạn trừ 2 đến 2 đúng không? Thế thì có 5 giá trị nguyên, được nhỉ? Đấy, 5 giá trị nguyên của m. Đấy. Đấy, 5 giá trị nguyên từ trừ 2 đến 2 này thì chỉ có mỗi m bằng 0 là có 5 nghiệm, được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, thì các em sẽ có số giá trị nguyên thì là 1, được chưa nhỉ? Đấy. Thế thì ừ. Đấy. Câu này các em sẽ có à, yeah. Đấy. Chỉ có mỗi m bằng 0 là thỏa mãn. Ừ. Đấy, thì hôm nay các em dừng ở câu 45. Hôm sau các em làm tiếp nhá. Chào các em.